Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngàn một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện thọ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi. Hán dịch: Đời Tây Tấn. Tam Tạng Trúc Pháp Hộ Người Nước Nguyệt Chi. Quyển 1, phẩm 1, Bồ Tát Trang Nghiêm Pháp Hội. Nghe như vậy, một thổ nọ Đức Phật ở núi Linh Thứ thuộc thành Vương Xá, là chốn chư Phật thời xa xưa thường qua lại cư trú, được hình thành bằng uy thần của Như Lai, có đạo tràng được các Bồ Tát ca ngợi, pháp tòa rất hoan nghi, có chúng trời rồng quỷ thần càng tác bà đều nương về lễ bái tuyên dương công đức của Phật và oai quang của Như Lai, ưa thích chánh pháp và sự sáng suốt thần diệu của Bồ Tát, hội nhập vô lượng vô biên công đức, hành nguyện của Như Lai thành tựu đạo chánh đẳng chánh giác, chuyển xe pháp vi diệu hóa độ tất cả, hiểu rõ tâm tánh chí hướng của chúng sinh, tùy thuận căn cơ để độ thoát trừ mọi sự trở ngại, ở nơi nào Như Lai đều làm việc Phật, không vướng thế tục, kiên định chánh hạnh, không ai sánh bằng. Bên cạnh Phật còn có 600 vạn tỳ kheo, đều là những vị đã diệt trừ dục trần, không bị vướng chướng ngại, là trưởng tử của Như Lai, thực hành pháp sâu xa, thọ sinh không bằng nghiệp, điên đảo, tâm luôn nhu hòa, oai nghi đầy đủ đạo hạnh đối với nẻo hành hóa của Như Lai. Thế Tôn luôn đạt được mọi gần gũi. Vô số Bồ Tát của các mặt ở đây đều hành trì không chướng ngại, đủ trí lớn, thần thông nhanh nhẹn, tu tập từ bi, lưu truyền pháp Phật, tuôn mưa cam lồ, trừ mọi khổ nạn cho chúng sinh, tâm bình đẳng với tất cả như đất, trừ hết mọi vọng tưởng, chấp trước, ràng buộc, hoằng dương đạo pháp, tu trọn 37 phẩm trợ đạo, như mặt trời trí tuệ của Bồ Tát soi thấu tất cả, xua tan màn u tối cho thế gian, làm khô cạn sống ái, chí nguyện sâu xa, tạo nghiệp chân chánh đầy đủ thần thông tự tại đi lại như mặt trăng soi sáng đêm tối. Bồ Tát bình đẳng cứu độ tất cả, làm cho chúng sinh an vui. Bồ Tát đủ phương tiện khéo léo tạo lợi ích cho tất cả, đưa chúng sinh đạt giải thoát, nhưng tâm Bồ Tát không thêm bớt. Bồ Tát kiên định ý chí trong mọi hành nghiệp, luôn tu phạm hạnh cúng dường tam bảo, không lay chuyển trước các cảnh giới, không bị thế gian hủy bán, tiền gần gũi vô lượng Phật, đủ trí soi sáng rộng lớn như biển. Các vị là bậc pháp khí tu hạnh Bồ Tát, được chúng sinh tôn kính như sư tử chúa, tể muôn thú, hành bốn đế, đủ tâm từ bi, quán sát tịch tỉnh, không kinh sợ khi nghe pháp sâu xa, đánh bại ngoại đạo, đã vô số kiếp hành hóa không biến trễ, trọn vẹn công đức. Đó là các Bồ Tát phổ quán kiến vô tận, giai đổ chư quốc trang nghiêm biến hiện, Như Lai chủng tánh thành tựu vô thoái, oa nghi hóa chúng thị vô sân nhuế, do lượng biện tài trạng anh biến âm, tích lũy thanh tịnh kim quang oai thần vương, phân biệt quang minh biện giải tán cứu, sinh vô lượng phước tích lũy thân nghiệp, đại thể có vô số Bồ Tát như thế. Lúc đó Đức Phật nêu giảng sự thọ sinh của Bồ Tát. 16 năm kể từ khi thành đạo, Phật thấy tất cả đều thanh tịnh, đều dốc hưng khởi phát huy đạo pháp. Các Bồ Tát ở mọi nơi đều đến vì biết Phật sắp giảng tạng pháp của Như Lai. Các bậc đại sĩ cũng phân tập đến pháp hội. Đức Phật nghĩ, ta nên gia hộ cho các Bồ Tát để các vị phát huy đạo hạnh, lãnh hội pháp môn rộng lớn nơi kinh điển. Với thần biến của mình, Phật muốn giúp đại chúng Bồ Tát hội nhập cảnh giới của Phật. Nghĩ thế, Phật liền nhập tam muội biến hiện cảnh giới của Như Lai. Phật bay lên hư không, ngồi trên pháp tòa cao lớn bằng tam thiên đại thiên cõi Phật. Tôi ấy cao thâu đến cõi vô sắc, đến cõi sắc, cõi vô sắc với công đức, Phật phóng hào quang so đến chúng Bồ Tát thanh tịnh, chiếu rọi tất cả cõi Phật, làm vui lòng đại chúng. Cung điện của các trời đồng thần cũng đều được soi sáng. Anh sau đó mời gọi các Bồ Tát khắp mười phương tập hợp về, tất cả đều khen ngợi, đều ngồi trong gác đẹp. Gác ấy vách bằng vàng rồng, hiên bằng báu các tường, cửa sổ bằng mã não, lan can bằng báu minh nguyệt, cửa đi ngọc lạ ly cấu. Gác bằng báu phổ minh, xung quanh là tất cả các vật báu, trên các chuỗi ngọc dựng cờ phướng lộng báu đốt đuốc lớn, sông hương chiên đàn và hương quý được lấy từ biển. Các rồng rải hoa bên trên, xung quanh gác là những hàng cái báu và các lò hương thơm dịu, ánh sáng tỏa khắp mười phương, thanh tịnh thường dịu làm vui muôn loài. Tất cả các Bồ Tát đều ngồi trên tòa cao, số tòa sẽ tự nhiều đến nỗi không thể tính đếm. Giới mọi rộng lớn, sự đẹp đẽ, bốn bộ giới, tự nhiên sinh ra bốn vạn cung điện cao lớn, lan can cao bốn trượng chính, rộng 20 dặm, lòng báu được làm bằng ngọc dạ quang, ngọc ly cấu, ngọc phạm anh, đang xen với vàng tía,
luôn phát ra tiếng hay. Tất cả mọi thứ ở đây đều tự nhiên biến hiện, không ai làm nên. Như bốn cõi, tam thiên, đại thiên, thế giới đều thế. Sau đó Đức Thế Tôn an nhiên xuất định, tam thiên, đại thiên, cõi nước đều chấn động sâu khắc. Ánh sáng của Phật soi chiếu mọi nơi, nơi tất cả đều thấy Phật, Bồ Tát. Đại chúng chư thiên ca ngợi công đức, rải hoa thơm, che lòng báu, đốt hương, trổ nhạc cúng dường. Cõi nước của chư Phật nơi mười phương đều chấn động. Hào quang của Phật soi thấu các cõi Phật, thần thông của Phật biến hóa khôn lường, cảnh giới không hạn lượng, oai thần không bờ bến, hào quang vô biên, sức cảm hóa không thể lường hết, không thể lường biết. Lúc này núi Linh Thứ tự nhiên biến mất, đại chúng trời đồng cả tất bà Atula Kaula Khẩn La Lama Hầu La Già vây quanh Phật để nghe pháp. Tứ thiên vương và chư thiên thấy Phật sắp giảng kinh nên đại hoa cúng dường Phật, nói kệ ca ngợi. Ánh mặt trời, mặt trăng và ánh sáng trong ngọc, hào quang Phật che mờ, rồi diệt ba đường ác, sẽ thấu các cõi Phật, vượt tu chi thiết vi, tất cả đều nương Phật, đều vui mừng sung sướng. Nói kệ xong, tứ thiên vương đều vô cùng hoan hỷ, rất thích về chư thiên trời đáo lợi, thấy Phật đến pháp tòa trong cung điện lớn, nên đại hoa cúng dường, nói kệ. Thần thông Phật khôn lường, biến hóa không ai sánh, thì ở khắp cõi Phật, mặt trời trí đã mọc, hàng phục các quân ma, thanh tịnh và oai nghiêm, thần thông Phật tự tại, xin kính lạy Thế Tôn. Nói kệ xong, chư thiên đều hầu bên Phật. Thiên vương tu diệm thấy Phật đến pháp tòa ở cung điện lớn, nên rải hoa cúng dường, nói kệ. Trụ tuệ khôn lường, biết rõ tánh chúng sinh, không chấp tự hư không, đạt mọi việc ba đời, nhất tâm nhập các hạnh, thấu hiểu tánh quần sinh, vì thế con cung kính, ba đời đều tôn ngưỡng. Nói kệ xong, thiên vương theo hầu Phật. Chư thiên nơi cõi trời đâu xuất thấy Phật đến pháp tòa ở cung điện lớn, nên rải hoa cúng dường, nói kệ. Tuyên dương các kinh điển, biết như huyện dọn nắng, tất cả không văn tự nào đâu có ý tâm, vì thương xót chúng sinh nên Phật khen ngợi pháp, biết các pháp như nhiên không hề có ta người. Nói kệ xong, chư thiên đều cũng hầu Phật. Thiên vương vô kiều lạc và chư thiên thấy Phật đến pháp tòa ở cung điện lớn nên rải hoa cúng dường, nói kệ. Thị hiện từ pháp thân mười phương như hư không, Thế Tôn hiện sắc thân thương xót nên chỉ dạy. Phật dạy pháp không sắc, hạnh bình đẳng thù thắng, xin lại đấng trí sáng, biết tất cả tánh hạnh. Lễ Phật xong, chư thiên đều theo hậu Phật. Thiên vương trời hóa tự tại và chư thiên thấy Phật đến pháp tòa ở cung điện lớn nên rải hoa cúng dường, nói kệ. Giữa giới lìa cấu uế, an trụ trong thanh tịnh, quyền biến giáo hóa cả, tâm định không thể động, trí tuệ không ai sánh, như biển không sân hận, độ thoát cho tất cả, kính lại đấng tự tại, đủ thần thông biến hóa, an nhiên chuyển xe pháp, thực hành hạnh từ bi, tất cả đều từ đó. Giải thoát ba đường ác, kính lại đức hạnh Phật, vui lòng giới lòng từ bi đó, bình đẳng với tất cả. Định định tịch tỉnh là hoa, giải thoát là quả Phật, cũng như Chúa loại ông, khuyến hóa các quyến thuộc. An trụ như hoa sen, xưng cúi đầu kính lại, khéo ăn lập giới cấm, trụ nơi địa phận trải, đủ uy lực siêng năng, siêu vượt không ai sánh, kính lại đấng tự tại, tối tôn không lay động, thương yêu tạo thanh tịnh, đến đạo tràng soi sáng, trí tuệ không cấu uế, hào quang xua màn tối, vô số mọi quần sinh đều quay về nương tựa. Là đấng chánh giác tôn, cúi đầu lại đại tánh, pháp giải thoát của Phật, thấu suốt tựa hư không, trí tuệ Phật cao xa, hào quang chiếu mười phương, trăm ngàn hoa chúng sinh, tất cả đều nở rộ, tỏa ngộ tối ưu tối, kính lại đấng không chấp, quán sát không gì sánh, làm sao ai vượt qua, tìm kiếm khắp mười phương, làm sao không ai bằng, công sức thật khôn lường, đầy đủ mọi phước đức, nên con xin ca ngợi, chí nguyện vẫn chưa thỏa, Atula các rồng, đã thích đều quy y, vô số trời và người, đều ca tụng Đức Phật, danh xưng Phật vô lượng, không thể nghĩ bàn được, kính lại đấng Đức Thế Tôn, lưu truyền mọi công đức. Nói kệ xong, chư thiên đều theo hầu Phật. Sau khi biến hóa ra vô lượng cảnh giới, Phật tạo sự cảm ứng nơi tất cả hàng trời người. Phật đến nó pháp tòa, lên tòa cao, tất cả trời người ở bốn bộ đều thấy. Như bốn cõi tam thiên đại thiên thế giới cũng vậy. Bây giờ Phật ngồi trên tòa sẽ tự cao, các Bồ Tát đại đệ tử đều tuần tự an tọa. Phật nhập tam muội vô cái pháp môn ngu lạc. Giới sức của định năng từ nó mỗi lỗ chân lông của Phật được phóng ra hào quang soi chiếu đến các cõi nước Phật ở mười phương,
đông tây nam bắc và bốn góc cùng phương trên dưới. Lúc đó mọi khổ não của chúng sinh nơi địa ngục đều chấm dứt, các súc sinh được giải thoát, ngạ quỷ được an ổn, chúng sinh không bệnh khổ, không mê hoặc trong tham dục giận dữ si mê, không còn khổ nạn. Chúng sinh thương yêu kính trọng nhau như người thân trong nhà. Hào quang của Phật chiếu đến các Bồ Tát, Bồ Tát nương nơi oai lực Phật nói kệ: sức tinh tấn vô lượng, rộng lớn không nơi dừng, diệu lực tinh tấn ấy siêu vượt trăm ngàn kiếp, bự lực được lưu truyền, thông thấu khắp mười phương, hào quang Đức Thích Ca chiếu soi mọi cõi nước, vì mong cầu chánh pháp, vượt qua trăm ngàn cõi, lạy Phật nghe pháp màu, nên đến thế giới nhẫn. Ở trong cung đau xót, các Bồ Tát mười phương quan sát ánh sáng này, Phật giảng pháp an chúng, ma cảnh chúng dị học, sức tinh tấn hàng phục, như mặt trời hoa sen chiếu soi khắp các cõi. Hào quang trên thân Phật rọi thấu tất cả chúng, hết thảy đang nghe pháp Như Lai chuyển pháp luân, không một ai so sánh Phật giảng kinh tối tôn, đấng mười lực thương chúng nên chuyển xê pháp diệu. Đại chúng đều tập hợp, thật khó gặp dịp mấy, thành tính mong gặp Phật, tất cả đều đến đây. Tiếng kệ ấy vang khắp các cõi Phật mười phương, tạo mọi an ổn cho chúng sinh, chiếu soi pháp giới, trừ mọi phiền não, xua tan đêm tối, che lấp cõi ma, khi vô số Bồ Tát cùng vô lượng quyến thuộc phân tập đến cõi Ta Bà. Lúc ấy ở phương Đông, có cõi vô lượng công đức bảo phước phổ từ, Đức Phật hiệu là Ly Cấu Tịnh Quang Hải Hoa Vô Đoạn Quang Ngôn Vương, Bồ Tát Thủ Tạng Hoa, chư Pháp Tự Tại, và vô số Bồ Tát của cõi ấy chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi cõi, hiện đang ở cõi nhẫn này. Đến trước Phật, các Bồ Tát cúi lại để quanh Phật dân cúng ngọc báu dạ quan an lạc trên Phật, nói kệ khen: đấng mười lực công đức hiệu to khắp mười phương, tất cả không ai bằng, đức lớn đạt giải thoát, chúng con nay đến đây mong được nghe kinh pháp, hết thảy đều nghe danh sư tự Chúa Thích Ca, Thế Tôn luôn bình đẳng phóng quang chiếu tất cả như các pháp vốn không, không khởi tâm sân hận, độ chúng sinh nguy khốn, giúp hết thảy giải thoát, là vua của các pháp như nhà ảo tuật hay. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra tòa ngồi an tọa. Cõi Phật biển nơi phương Nam có Đức Phật hiệu Vô Lượng Đức Bảo Biển, Bồ Tát Bảo Trụ cùng vô số Bồ Tát bạn của cõi Phật biển cũng trong giây lát đều hiện đến cõi nhẫn. Đến trước pháp tòa, các Bồ Tát tung rải cho ngọc trắng cúng dường Phật, cúi lại Phật đi quanh vạn vòng, nói kệ: Thế Tôn biết tất cả, thương chúng tu mưa pháp, phản ánh sáng soi rồi vì không chấp ta người. Dạy tám con đường chánh, tiêu trừ mọi dục trần, dùng cây pháp tịch tỉnh, nuôi lớn châu thanh tịnh, giới hào quang trí tuệ, xua tan mọi ưu tối, biết rõ chúng sinh mộng, chìm đắm mãi không ra, vì chỉ dạy đường chánh, khô cạn ao ân ái ân, giúp đạt mắt thanh tịnh, vượt tất cả sinh tử. Nói xong, các Bồ Tát đều tự hóa toàn ngồi an tọa. Cõi chiếu diệu nơi phương Tây có Phật hiệu Phổ Minh, Bồ Tát hiện âm Khế Vương, cùng một số Bồ Tát rời khỏi cõi mình đi đến cõi nhẫn. Đến nơi, các Bồ Tát dân cúng chân châu, lạy Phật đi quanh Phật, nói kệ khen: hành đất của Như Lai như cảnh giới hư không, hành nguyện đều thanh tịnh, trải qua vô số kiếp, thân tịnh không có nhiễm, không còn các lậu hoặc, đi lại khắp mười phương, cõi Phật không nghĩ bàn, pháp Phật mưa đúng thời, Phật rền tiếng phạm thiên, an vui lòng mọi loài, tất cả đều ngưỡng mộ. Tâm Phật không tạo nghiệp, nhưng lại làm mọi việc, lời của Phật giảng ra, ứng hợp tâm chúng sinh. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra tòa ngồi an tọa. Cõi chúng bảo cẩm phương Bắc có Đức Phật hiệu Vô Lượng Đức Bảo Quang, Bồ Tát Hải Giác cùng với vô số Bồ Tát bạn rồi cõi chúng bảo đến cõi nhẫn. Đến nơi, các Bồ Tát lại Phật đi quanh Phật nói kệ: thân Phật ánh sắc vàng, tịch tịnh ban bố pháp, so sáng mười phương cõi, tùy thuận hiện thân sắc, thân Phật không ai sánh, ai nhìn thấy Thế Tôn, diệt trừ mọi dục trần, luôn vui vẻ an ổn, đệ tử bậc tối thắng, chiêm ngưỡng thân sáng chói, tất cả đều vui mừng, Phật như định tu di, đầy đủ sức thần thông, biến hóa không lường được, không ai có thể thấy định tướng của Như Lai. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn ngồi an tọa. Có vô ưu phía đông nam có Phật hiệu là Trừ Chúng Thích Minh, Bồ Tát Phổ Diệu và các Bồ Tát bạn đều rời khỏi nước này đi đến cõi nhẫn. Tới nơi, các Bồ Tát lại Phật đi quanh Phật dân cúng Phật báu nói kệ khen: trong mỗi lỗ chân lông chứa vô số cõi Phật,
nhưng chúng sinh không cổ, còn nước cũng chẳng hẹp, thành cứu độ tối thượng Phật vì chúng đuôi mù. Như Lai đấng vi diệu phóng ánh sáng chiếu soi, ở trong một cõi nước thâu tóm cõi mười phương, các cõi nước hiển hiện đều không có tăng giảm, vật đủ phương tiện hay tùy thuận hội nhập cả, biến hóa không tự lượng, đó là thần thông Phật. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn ngồi an tọa. Cõi thiền quán phía Tây Nam có Phật hiệu là Đại Bi Quán chúng sinh, Bồ Tát Tư Ư Đại Ai cùng cho số Bồ Tát rời cõi này đi đến cõi Nhẫn. Cho nên các Bồ Tát cũng dường y phục quý giá lạy Phật đi quanh Phật nói kệ. Thanh tịnh trong giới cấm, bậc tôn quý trong đời ngày đêm luôn gìn giữ như bà yêu quý đuôi, gia hộ và thương xót những kẻ hủy giới cấm, không bao giờ tự khen, không chê trách người khác, an trụ như tu di, kiên định không lay động, trí tuệ tự biện cải, siêu vượt mọi tầng linh, vượt tất cả sinh tử, cùng ngục tối ràng buộc, tùy thuận độ chúng sinh, giúp thoát bệnh khổ não. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn ngồi. Cõi Ly Ám Minh phía Tây Bắc có Phật hiệu là Quan Tịnh Vương, Bồ Tát Quan Diệu Võng cùng một số Bồ Tát đều rời cõi này đến cõi Nhẫn. Đến nơi các Bồ Tát những anh lạc báo lên Phật, lạy Phật đi quanh Phật nói kệ. Tự thân hiểu sinh tử như ảo thuật hóa hiện, thì hiện tạo cảm ứng nhưng không chấp gì cả. Như huyễn sư biến hóa, chúng sinh đều là vậy, cõi ấy không thể động, muôn loài không tự nhiên. Như người ngủ mơ thấy, tất cả các cảnh tượng tỉnh ra không có gì, các sắc tưởng đều không. Phật dạy pháp như mộng, hữu vi cho niệm sinh, tất cả các pháp ấy không thoái lui không về. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn ngồi. Cõi trụ tịnh ly có phía Đông Bắc có Phật hiệu Không Hành Ly Cấu Tâm, Bồ Tát giác vô để ly cấu cùng vô số Bồ Tát rời cõi này đến cõi Nhẫn. Đến nơi các Bồ Tát đội nhà cúng Phật, quay lại Phật đi quanh trăm ngàn dòng. Nói kệ: Tỏ biết tướng thâm diệu, tất cả đều như duyên, quan biết các tướng không như tất cả các pháp, ba đời đều thế cả, tâm trí của chúng sinh chẳng khác gì hư không. Với trí tuệ thanh tịnh, biết hạnh nghiệp mọi loài, giống rủi trong ba đời, một tâm trong một lúc, tỏ biết hết mọi thứ, không vọng tưởng chúng sinh, tâm kiên định lìa niệm, vì trừ hết vọng chấp, quyền biến quán bình đẳng. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn người. Cõi chứa mình ở phương dưới có Phật hiệu là Tâm Thanh Liên Thủ, Bồ Tát Biện Nghiêm cùng vô số Bồ Tát rời cõi này cùng đến cõi Nhẫn. Đến nơi, các Bồ Tát cúng dường châu sáng lên Phật, lạy Phật đi quanh trăm ngàn vòng nói kệ. Như vô số hạt bụi trong trăm ngàn cõi Phật, số Bồ Tát như thế đều đến chỗ Như Lai, hết thảy đều muốn hỏi vô số việc cần làm. Phật dùng một văn tự tùy thuận đáp tất cả, tri Phật không thể lượng, phương tiện không gì sánh, đủ tổng trì định tình, công đức không bờ bến, công lao không thể lường, giảng thuyết vô số kiếp, tất cả đều ngợi khen, không thể nào hết được. Nói kệ xong, các Bồ Tát tự hóa ra toàn ngồi. Cõi Trang Nghiêm ở phương trên có Đức Phật, hiệu là Danh Xưng, Bồ Tát Chư Pháp Biến Vương cùng một số Bồ Tát bạn rời cõi này đến cõi Nhẫn. Đến nơi các Bồ Tát dân cúng lòng phương báu, cúi lại Phật đi quanh trăm ngàn vòng nói kệ. An trụ tất cả hạnh, hiện hóa không thể lường, tâm Phật luôn tự tại, hạnh Thế Tôn là vậy, chỉ cho Phật biết được, chúng sinh không thể hiểu, hư không không bờ bến, hạnh Phật vốn là thế, không thể nào so sánh, hiển hiện không giới hạn, thành Phật giảng chánh pháp, hóa độ mọi quần mê, tựa như gieo hạt giống, nhất định có hoa trái, chứ Phật ở mười phương cũng không ngợi khen hết. Nói kệ xong, các Bồ Tát thủ hóa ra toàn ngồi và an tọa. Phẩm 2. Tán Thán Pháp Hội. Chỉ trong nháy mắt của Bồ Tát ở mười phương đều tập hợp về, nhiều đến nỗi không thể nào tính đếm được, đó là do hào quang của Phật. Đức Phật liền xuất định phóng ra ánh sáng, từ ánh sáng vang ra tiếng pháp làm cho tất cả chúng sinh dù tin hay không tin đều phát tâm xuất gia, tất cả đồng nam đồng nữ phi nhân trời rồng thần càng tất bà Atula Kalola Phật Na La Ma Hầu La Già nghe tiếng Phật, thân tâm đều thanh tịnh cùng tôn kính Phật. Nhờ thần lực của Phật tự nhiên có cung điện báu hóa hiện, tất cả đều hướng về pháp tòa của Phật. Đến nơi chúng lại Phật đi quanh ba vòng là ngồi một bên, tiếng Phật lại khuyên bảo các phạm thiên như phạm nhẫn
phạm thân, phạm mạng, phạm độ trước, đại phạm, các cõi trời, quang diệu, thiểu quang, vô lượng quang, quang âm, tịnh nghiêm, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, nan hòa, tịnh thân, dung quả, vô kiện, thiện thí, thiện sở thí, tất cả đều lập tức phân tập về cõi Phật, lạy Phật, đi quanh bảy phòng, tuần tự an tọa. Thế đại chúng tập hợp, Phật phóng ra ánh sáng từ tướng long trán giữa chân mày, ánh sáng xoay quanh các Bồ Tát bảy vòng, rồi nhập vào đỉnh đầu các Bồ Tát. Bồ Tát thụ tạng hoa chư pháp tự tại thì ánh sáng Phật tự nhiên đạt tam muội nhất thiết trang nghiêm, tờ báu tự nhiên biến thành tòa sư tử cao 80 ức cai, 100.000 tầm, xung quanh tòa là châu báu làm lan can, y phục quý phủ trên tòa đẹp đẽ, vô số hoa thơm tung rải bên trên, trang sức đủ loại báu. Việc này làm cho các Bồ Tát tự đoạn trừ các chấp, là chúng đều được thấy ánh sáng, vui mừng tự mãn mọi vô cầu. Bồ Tát thủ tạng hoa chư pháp tự tại là nhập định tán thán ban cho các cõi ác, biến hóa tòa sư tử khác, an ổn thiền tọa. Sau đó Bồ Tát xuất định cung kính Phật, chắp tay nói kệ khen Phật. Ánh sáng của mặt trời chỉ chiếu soi cõi tục, oai thần của Đế Thích chỉ vui cõi đạo đao lợi, phạm thiên đấng tự tại lại tham đắm cõi trời, oai thân của Đức Phật chấn động tất cả cõi. Phật quán biết các pháp tự nhiên như hư không, như huyễn, như giận nắng và tự trăng dưới nước, tất cả mọi hành nghiệp đều không có chủ thể, hiểu rõ như hư dối. Thế chúng sinh thanh tịnh vì đam mê sắc hình, sắc đó từ đâu có, tâm tánh đều tự nhiên, tất cả đều không thật, hết thảy tuy thanh tịnh nhưng cũng là huyễn hóa. Trong cái tự nhiên đó, hư giả nào nơi chốn, phân biệt biết vốn tịnh, trong sạch không tì vết, cảnh giới có từ tâm, Phật không còn dục trần, tư tưởng niệm vọng chấp, tâm Phật đã giải thoát, nên thấy rõ tất cả, như huyễn hóa giả có, hư không chẳng có gì, từ đất hiện biến ra, vô số các cõi nước cùng châu báu các vật, tất cả vì pháp hương tạo nên tòa sư tử, Phật an tọa tòa này, giáo hóa vô số chúng, tòa có các lồng báu, cờ phướng vật trang sức. Không từ đâu tạo nên, cũng chẳng đi về đâu, ai hiểu rõ các pháp, không đến cũng không đi. Vì tất cả chúng sinh hiện mọi việc thần biến, theo thôn tiếng phạm thiên diễn giảng các pháp màu, đốt đốt sáng cho đời, thần Đức Phật khôn cùng, vì thương xót chúng con, Phật lên tòa sư tử, thuyết giảng các kinh pháp, đoạn sinh già bệnh chết. Các chúng đều thanh tịnh từ mười phương đến đây, tuần tự an tọa cả, lắng lòng nghe chánh pháp, tất cả đều phát nguyện xin hiểu rõ tuệ này. Như Lai lên pháp tòa, an nhiên giảng các pháp. Biết chi tánh thanh tịnh của Bồ Tát thủ tạng hoa chư pháp tự tại, Phật lên pháp tòa giảng các pháp hạnh về Bồ Tát. Đại Bồ Tát thanh tịnh pháp lực của chư Phật thành tựu thân quý tự tại trong các pháp, phân biệt dạng tuyết đà la ni, nhập thần thông trí tuệ vào vị không thoái chuyển, hướng tu các định để tất cả về nhất thừa không quậy pháp giới, căn tánh hạnh nguyện của chúng sinh, các giáo hóa chúng sinh, trừ quân ma, tùy thuận tất cả, đoạn 62 kiến chấp, đưa tất cả về pháp như thuận, dòng trí vô ngại, biết ái dục tà chấp, độ thoát mọi loài, diễn thuyết, phương tiện quyền biến, nhập vào trí tuệ bình đẳng của Phật, không bị che lấp, không chấp pháp, nói đúng pháp, nhập vào các pháp, niệm tất cả, ứng hiện hết thảy, hiểu rõ 12 pháp nhân duyên, đủ công đức trí tuệ, chế ngự quân ma, trang nghiêm ba nghiệp Phật, thông đạt tất cả, biết bốn đế khai hóa thanh văn, biết cách chỉ dạy hàng duyên giác, hiểu pháp đạt trí tuệ, cảnh giới của Bồ Tát, tự tại trước mọi việc, ca ngợi Phật. Phật giảng pháp này giáo hóa các Bồ Tát đã thành tựu chí nguyện, thể hiện thần biến của Phật, trừ mọi nghi chấp của đại chúng, hàng phục quân ma, hiển bày pháp Phật, trọn vẹn hạnh Phật. Vì thế Phật lên tòa sư tử giảng pháp. Lúc ấy Bồ Tát Bảo Tràng nương nơi thần lực Phật nhập tam muội trang nghiêm, khiến cho hội chúng đều trang nghiêm cõi Phật. Bồ Tát danh văn lực nhập tam muội hồng liên hoa, biến tất cả hoa thành hoa pháp để cúng dường Phật. Bồ Tát Hải Giác nương vào thần lực Phật nhập tam muội chúng hương, từ mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát đều tỏa ra hương chiên đàn. Bồ Tát Minh Võng nương nơi thần lực Phật nhập tam muội quang minh, phóng ra ánh sáng chiếu khắp hội chúng. Bồ Tát Đại Ai Niệm nương nơi thần lực Phật nhập định vô thuấn, giới sức của định Bồ Tát chiêm ngưỡng Như Lai,
mất không chết, Bồ Tát ly cấu sát vô để nếu vào uy lực Phật, nhập tam muội pháp duyệt, làm cho hội chúng yêu thích pháp, chỉ thâm cầu pháp. Bồ Tát biện nghiêm nương nơi lực Phật, nhập tam muội nguyệt nguyện tích, diệt trừ năm cái cho tất cả. Bồ Tát biến chư pháp phương nương vào uy lực Phật, nhập tam muội vô hốt vong, nhớ kỹ và ưa thích đạo. Hạnh Như Lai, Bồ Tát tâm dũng nương nơi thần lực Phật, hạ phục tất cả ngoại đạo, các ma, tất cả đều học theo Phật. Bồ Tát hàng chư ma nương vào uy lực Phật, nhập tam muội hủy ma tràng, giới dụng lực của định làm cho trăm ngàn ức quân ma ở trong ở tam thiên đại thế giới đều rời nơi ở đến chỗ Phật. Chúng lạy Phật, đi quanh Phật, cúng dường Phật, quý lạ cung kính, chỉ tâm chắp tay cầu Phật giảng giải, mong Phật tùy thời giáo hóa. Chúng thưa Phật, chúng con nhờ Bồ Tát hàng ma giáo hóa đã đến đây, nguyện mong đấng trời trong trời chứng minh chúng con sẽ bỏ nghiệp ma, không nhiễu loạn chúng sinh. Chúng con đến đây vì chánh pháp, xin Đức Thế Tôn cho biết chúng con sẽ về đâu. Đức Thế Tôn quán sát tâm niệm của ma, khen: lành thay, lành thay, các ngươi đã bỏ nghiệp ma. Thưa Thịnh Như Lai nêu giảng kinh pháp, nhờ nhân duyên này các ngươi không còn tỏ báo thân ma. Vì sao? Như căn phòng tối tăm suốt trăm ngàn năm, đến khi có ngọn đèn sáng thì bóng tối kia không còn. Ngươi bị trần dục sai khiến suốt trăm ngàn kiếp, một tâm niệm lành khởi lên là làm thay đổi tất cả, đều diệt mọi ngu tối. Một tâm niệm lành khởi lên tùy thuận tu hành theo sẽ trừ hết cho mình, bỏ tà chấp nơi 96 thứ hoạn nạn. Hôm nay các ngươi nhờ nhân duyên khuyên thỉnh Phật giảng kinh, nên dần diệt trừ cho mình ngu muội, sẽ đạt đạo Bồ Đề Vô Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi quyển 1. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo. Nam Mô Kinh Đại Bi, Nam Mô Kinh Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.